Các đơn vị địa phương sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ được giao, đảm bảo phòng chống dịch khi thành phố mở cửa trong trạng thái bình thường mới, đồng thời tập trung đẩy nhanh tiêm vaccine, đảm bảo an toàn và giãn cách. Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến tại cuộc họp giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng với các đơn vị địa phương vào chiều tối qua, ngày 24 tháng 9. Qua báo cáo của các đơn vị địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến đề nghị các địa phương để nhanh lấy mẫu hộ gia đình, lưu ý về chọn mẫu, không để bỏ sót khu vực. Sắp tới thành phố sẽ có phương án tiếp tục nới lỏng các hoạt động. Vì vậy, các đơn vị địa phương cần có sự chuẩn bị, nhất là xét nghiệm cho các nhóm đối tượng, đặc biệt tại các khu công nghiệp. Làm thế nào mà chúng ta kiểm soát được dịch mà chi phí thấp nhất? Thì hiện nay là một trong những cái quan trọng nhất, đó là cái phần mà đánh giá được cái nguy cơ ở cái phân xưởng, ở cơ sở sản xuất, để chúng ta có thể chọn mẫu ở những vị trí nào để chúng ta làm xét nghiệm và chi phí nó giảm nhất có thể, nhưng mà mình vẫn đảm bảo được cái việc kiểm soát dịch. Thì cái này thì tinh thần là lãnh đạo ủy ban là đã giao cho Sở Y tế là sẽ tổ chức cái tập huấn cho tất cả các y tế của các cái khu công nghiệp cũng như là các cái đơn vị. Về vấn đề tiêm chủng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố lưu ý ngành y tế và các địa phương phải quán triệt tinh thần đảm bảo giãn cách và an toàn tiêm chủng. Vẫn còn xảy ra tình trạng là tập trung đông người. Đề nghị là các quận huyện, các anh chị lưu ý. Chứ vẫn còn, tôi nói là vẫn còn đó. Cái thứ hai nữa là đề nghị là các điểm tiêm, thì đề nghị ngành y tế quan tâm chỉ đạo việc nhanh là tốt. Tuy nhiên, nhanh nhưng mà phải kỹ, đặc biệt là công tác sàng lọc. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị ngành y tế và các địa phương cần lưu ý việc tiêm chủng cho các đối tượng phụ nữ mang thai, người nước ngoài, người cao tuổi có bệnh nền. Sở Thông tin và Truyền thông lưu ý về thiết bị để quét mã QR code khi thành phố triển khai phương án mở lại các hoạt động. Sở Giáo dục và Đào tạo sớm hoàn thiện kế hoạch để triển khai đón giáo viên, học sinh từ các địa phương khác trở lại Đà Nẵng.